đội thác không lên bờ, nâng thân thể huyết bản lên số 7. Nước hòa số 9. Ok, hôm nay em sẽ cho anh em xem một siêu phẩm, một cái con game có tên là Mu Tarkan Mobile anh em à. Hôm nay là cũng đang trong thời kỳ test em ấy, vào trong đây cho anh em biết ngay vào luôn những cái sự kiện test đã ra sao. Hôm nay thì mình vào trong đây giới thiệu, review, quảng cáo cho anh em là nhận một cái code. Anh em nói là sao có code mà không dùng dễ tính mà đi ép từ món lên cho nó nhọc. Đây, những cái món mình đã ép đây, một cái bộ đồ nè, một cặp kiếm nè, một cái win nè, nó rất là cực nhọc anh em à. Hồi tối anh em xem like thì đã có biết rồi, nói sao không nhận cái code luôn cho nó lành. Thì hôm nay làm theo đúng yêu cầu của anh em luôn, nhận cái code. Thì anh em muốn nhận cái code này làm sao? Các anh em vào trong một cái hình ngôi sao nha, các anh em thấy chữ rip code, các anh em vào trong đây, các anh em nhập một cái mã lệnh cho mình là một cái là beta, các anh em viết hoa hết cũng được hoặc là viết thường hết cũng được. Các anh em gõ cho mình là beta ss2 và ở đằng sau nếu mà các anh em chơi dk thì các anh em gõ là dk. Còn nếu anh em chơi DY thì gõ là DW. Nếu anh em chơi là cái con DL thì gõ là DL. Thì nhân vật của mình tên gì thì mình sẽ gõ hai chữ cái con nhân vật tên đó nha. Thì hiện tại con của mình là con DK thì anh em sẽ gõ vô cho mình là DK. Thì các anh em bấm chữ nhận là xong nha. Cho chúng ta một cái bộ đồ code đây là thằng Long cộng 13, chưa có khảm cái dòng Harmony. Chịu nữa mình sẽ khảm cái dòng Harmony vô rồi test tiếp nha. Hồi tối đi ra ăn hành ngập mồm anh em à. Không biết hồi tối anh em có vào trong đây ăn hành chung với mình không, chứ mình thì ăn ngán hành luôn, tới giờ mà vẫn còn hôi. Ở đây thì cho chúng ta nè 1, 2, 3 và 4 óp. Cái dòng này là dòng like, dòng này dòng chuẩn nha, dòng HP dòng chuẩn, dòng giảm sát thương dòng chuẩn và dòng phản hồi 5% là dòng chuẩn. Và cấp độ này là cấp độ là thằng Long. Còn bên đây cái cấp độ của mình là cấp độ Phượng Hoàng, còn gọi là gồng xanh. Bên đây là thằng Long nha. Thằng Long chứ không phải là gồng đỏ đâu nha anh em. Tiếp theo là mình sẽ có một cái win, cũng là win cộng 13 luôn. Hồi tối cái win của mình cộng lên 11 nó đã chằng ai rồi. Ở đây là tự động phục hồi HP chứ nó không có là giảm phòng thủ của đối phương nha, giảm cái dòng mana loop á. Ở đây là có một bộ nhẫn qua dây chuyền cho chúng ta full luôn nè. Nhẫn ở trên đây là một cái dòng HP, dòng hoàn hảo, cấp độ tấn công và dòng gia tăng sát thương. Thì nó sẽ tùy theo con nhân vật của anh em, nếu mà sát thương chiến thì đợi chiến và sát thương phép thì đợi phép nha. Và nhẫn cũng vậy luôn, nhẫn cho chúng ta cũng 4 mốp nha, HP, rồi đây là HP giảm sát thương và phản hồi sát thương. Những cái này á là chỉ có bản test thôi, còn cái bản thật thụ mà khi nó ra các anh em mà đầu tư như gì á thì khá là tốn kém. Và đây là cho chúng ta một cặp chì. Cặp chì này cho chúng ta là match up nha, ở trên là sức đánh nè, ở dưới là 3 dòng S lần chuẩn nha, hoàn hảo, cấp độ và tăng sát thương. Nó không có dòng top 7 tại vì giới hạn của nó là chỉ có 3 up thôi. Nếu mà nó có thêm 4 up theo mình nghĩ nó sẽ đưa một dòng top 7 vô. Đồ quá thì là 5 món in 1, vũ khí là 2 món in 1 và nhẫn và dây chuyền một bộ y chang luôn, win cũng vậy. Đây là một cái code tăng thủ cho anh em vào trong đây test. Mà mình khuyên anh em nhận thì nhận nhưng cũng phải vào trong đây để đi khảm lọ mọ như mình, kiếm được một cái phôi. Mình ở đây mình kiếm một cái phôi là giảm sát thương. Có một cái phôi cũng ngon lắm anh em. Cái phôi HP và cái phôi phản này cũng là ngon nè. Mình kiếm một cái phôi khác, mình nhớ hồi tối có một cái phôi khác đây, HP cũng phản đây. Cái này cũng là HP với giảm sát thương. Thì anh em kiếm cho mình những cái phôi nào ưng ý nhất, các anh em lậm cậm lội cội ép lên cho mình cộng 9, cộng 10, 11, 13, cộng cao nhất có thể, đặng mình xem cái vận may của mình và mình test được. Tại vì trong khi mà nó ra một cái bản chính thức là các anh em không có cửa để làm như gì giai đoạn đầu đâu. Nếu mà anh em có cửa làm thì anh em phải đổ lúa vô trong đây rất là nhiều. Và các anh em kiếm ra cho mình một cái dòng là giảm sát thương nữa nha. Cái dòng đó là cái dòng up Harmony, các anh em có thể là đập thẳng vào như là mình ép ngọc bình thường vậy đó. Thì xây win này cũng vậy, hồi tối mình xây cái win lần thứ hai thì nó ra cho mình cái tỷ lệ là may mắn và ngay và luôn cái win của mình. Win đầu tiên mình sẽ quay ra là một cái win của con đất quay, và win thứ hai mình quay ra cái win của đất kinh đây, mình cộng lên 11. Khi mà quay ra rồi anh em cũng là đập like vô cho nó nè, rồi cộng hưởng lên cho nó. Như vậy là mình có một cái cảm giác để mình test. Và hôm nay mình vào trong đây để mình test một cái là cao cấp và nó xa xỉ hơn chút xíu. Là sao là vào trong đây các anh em kiếm cho mình xây những cái con sói tinh. Tại vì hiện tại là người ta cho mình xây sói, thì anh em có thể là vào trong đây xây sói tinh. Nếu muốn xây được sói tinh thì anh em phải cần những gì? Thì anh em đi lại cái cửa hàng là Alpha Test. Ở đây người ta sẽ có bán toàn bộ cho tất cả anh em, muốn mua cái gì cũng được. Nhưng mà đặc biệt anh em mua cho mình nè, ở đây là mảnh vỡ áo giáp nè, tiếp theo là bảo hộ nữ thần nè, và cái nanh sói này là khi cái nanh sói kết hợp với mảnh sói gậy. Thì ở đây là mình đã có mua sẵn và đã có ép sẵn một chút xíu gì đó, để trong khi mà ép ra như gì á thì nó cũng hơi khá lâu. Khá lâu thì đồng nghĩa với cái clip mình nó cũng là khá dài. Thì vào trong đây mình sẽ làm cho anh em tầm khoảng là vài cái thôi, cho anh em thấy là cái tỷ lệ nó ra sao. Nó tới 70% tỷ lệ là nó rất là cao. Mình sẽ mua thêm vài mảnh nữa mình ép cho anh em xem. Ở đây mình sẽ mua thêm 3 mảnh, ở đây mình cũng phải mua thêm 3 mảnh, và tiếp theo mình mua thêm 3 trao. Có một cái hay là cái con game này nó cho chúng ta một cái cửa hàng ngọc. Một cái cửa hàng ngọc đó để các anh em có thể là lưu trữ ngọc ở trong đây. Chúng ta có thể là gửi nhanh, hoặc chúng ta có thể là lấy chậm hoặc là lấy nhanh. Tốt nhất là các em lấy tự nhiên, như ví dụ mình lấy tự nhiên đây. đó, mình lấy tự nhiên như vậy nó sẽ dễ hơn, mình dễ thao tác hơn. Lấy ra một cụm rồi anh em cũng phải gửi vô rồi mới tách ra được, thì cái đó thì nó lâu lắm. Khi mà mua đủ nguyên liệu xong thì các anh em đi lại là yêu tinh xây trao. Thì Robin trao này thì cực kỳ hot ở cái phiên bản mà cái con game là MU MMO này rồi. Tất cả anh em muốn nâng cấp nội công hay muốn làm đẹp cho bản thân gì thì anh em phải tính spa hay là tính tiệm nail, còn không cái này thì các anh em đi lại tới trao pin thôi, trao pin nó sẽ làm cho anh em sáng lò lên. Đầu tiên thì các anh em sẽ bỏ vô cho mình hai loại, một loại đó là mảnh vỡ giáp bảo hộ nữ thần, tiếp theo là mình sẽ bỏ một cái bùa trao. Ở đây là tỷ lệ thành công là 70%, mình sẽ bỏ thử một cái bùa lúc cho anh em xem. Bỏ bùa lúc nó sẽ thêm là 75, thêm một cái bùa lúc nữa là nó sẽ thêm là 80, nhưng mà không cần á, tại vì 70% nó đã cao lắm rồi. Mình chừa mấy cái này để mình xây những cái mà ra những cái con sói đi, nhưng cái gì các anh em cứ việc là hên xui đi đấy, thì 70% thì ra rất là cao. Thì như vậy các anh em có thể là xây hoài lên nha. Mình sẽ xây nốt hết cái lần này rồi mình sẽ vào mình xây sói cho anh em xem. Thao tác nó cũng rất là dễ thôi. Cái lần này á thì nó đã chỉnh lại cái thao tác rồi. Lúc trước mà các anh em muốn thao tác như dùng, các anh em muốn lấy cái viên ngọc này đi nè, double lead vào là 2 lần, các anh em rê lên trên đây ha, các anh em đi mà tắt hét lên trên đây luôn á là có nước mà nó chạy ra khỏi cái bản đồ luôn, chứ không còn trên đây. Còn bây giờ á thì nó dễ rồi, mình muốn di chuyển lên đây thì di chuyển lên, muốn di chuyển xuống thì di chuyển xuống, nó rất là dễ. Lúc trước á thì mỗi lần mà muốn đập đồ, cái phiên bản trước mình đập đồ cay thiệt, đập có một bộ đồ thôi mà mình off game luôn, 1 clip like với 1 clip review là off game luôn, không thể chơi được. Tại vì cái phiên bản đầu lúc nào ra nó cũng phải là có lỗi lầm, mình không có trách được, tại vì phiên bản nào cũng vậy nha. Tại vì phiên bản PC người ta làm qua bên mobile, tại những tính năng của con game này á, nó có một phần nào đó là của PC rất là nhiều, nên anh em vào trong đây test á, là nó sẽ cực kỳ thoải mái luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chơi trên phiên bản mobile mà có được một cái âm hưởng, một cái giao diện hoặc là một cái chi tiết gì đó của PC. Tiếng nhạc cũng vậy, tiếng chuông cũng vậy, tiếng ép đồ cũng vậy, hay là tiếng rơi ngọc cũng vậy. Tất cả đều là những cái âm thanh quen thuộc khi mà anh em đã bước chân vào một cái con game là MU. Ở đây là MU Tarkan, một cái con game sắp sửa trình làng. Theo mình nghĩ thì nó test cũng sắp ọp ở đây anh em ơi. Lúc trước season 6 thì nó test tầm khoảng là 5-6 ngày gì đó. Hôm nay là ngày thứ 4 để test rồi, mình tranh thủ vào trong đây làm những cái sự kiện quan trọng để cho anh em biết, vào trong đây để mà mình trải nghiệm thêm. Tại vì khi mở phân rồi làm gì mà kết hợp được anh em. Thì vào trong đây anh em bỏ vô cho mình như vậy đây. Ở đây không phải là bỏ một cái đâu nha, mình phải bỏ là 5 cái sừng gãy như vậy nè, chứ không phải một cái đâu, nó cực kỳ lâu. Anh em lần lượt bỏ vô hết cho mình. Ở trong đây thì nó sẽ có yêu cầu rất là nhiều nè, 5-6 thì một cái, mảnh sừng gãy á, thì là tới 5 cái lần. Còn tiếp theo là hỗn nguyên nè, thì tỷ lệ xây là 60%, thì mình sẽ cho cái này lên thêm 75 nè, 70 đấy. Mình sẽ cho bùa kết hợp đồ các kiểu nha. Thì ở đây mình sẽ kết hợp nè, ra một cái sừng gãy nha, mình xây cái mảnh sừng ra mảnh sừng gãy nha, từ mảnh sừng gãy mình mới kết hợp được. Đây, tiếp theo nè anh em ơi, vào trong đây nha. Thì tiếp theo là cho 5 cái mảnh sừng vô, rồi đưa một cái viên này vô, đưa viên trao vô. Rồi tiếp theo anh em có 60% á, thì các anh em cứ việc bỏ bùa vô đặng cho nó lên 70% đấy, 70% nhưng vẫn xịt, chứ đâu phải là các anh em muốn làm là làm đâu anh em à. Thì mình tiếp tục mình sẽ cho nó hết vào nha, tại vì mình sửa soạn là 3 bộ, xem là có ra được cái con số nào không. Mình đánh cược luôn nha anh em. À, thiếu một cái mảnh, thiếu một cái mảnh là nó bảo là không phù hợp đấy, được 2 mảnh. Ở đây là mình sẽ còn một mảnh duy nhất, 1 2 3 4 5, đúng rồi, còn một mảnh, còn một lần xây duy nhất chứ không phải là một mảnh nha anh em, một lần xây nữa. Kết hợp luôn anh em à. Ok, như vậy là đã ra nha. Chúng ta có được là 3 cái sừng gãy như gì. Hồi nãy cái nhỏ là cái mảnh sừng gãy nha, 3 cái sừng gãy như gì. Kết hợp sói tinh thì anh em chuẩn bị nguyên liệu ra sao, các anh em sẽ có những cái mảnh sừng gãy như gì đây, những cái mà sừng gãy nguyên nha. Còn nãy là cái mảnh thôi, hôm nãy là những cái mà mảnh nó gáp lại nè, các anh em thấy cái mối nói không. Thì anh em phải cần kiếm thêm cho mình là trao nha, 3 trao nè, và mỗi một lần xây chúng ta sẽ tốn là 3 sinh mệnh. Các anh em nhớ là bỏ bùa tăng tỷ lệ thêm nha. Thì tiếp tục anh em vào trong đây để xây một cái con sói, hy vọng là nó sẽ ra một cái con sói cho anh em cởi nha. Ở đây các anh em bỏ vô mảnh sừng gãy nè, bỏ vô là bùa tỷ lệ, và tiếp theo là bỏ vô bùa trao. Thì đây tỷ lệ cho chúng ta là 70%. Nếu mà 70% á, thì các anh em test nó rất là dễ dàng này. Đây mình sẽ thử một cái phát đầu nha. Ô, một phát đầu là ăn luôn anh em à, quá tuyệt vời, cho chúng ta là một con sói. Còn hiện tại thì mình chỉ xây sói trước đi, nếu mà 3 ăn 3 luôn á thì là cho luôn số hoàng kim luôn cho nó nóng, chứ bây giờ còn đợi cái gì nữa anh em. Hy vọng là 3 cho ăn 3 luôn nha. 70% lắm mà anh em. Ôi, phát thứ hai là đã thành công luôn anh em à. Cực kỳ là may mắn. Tiếp theo nha, thừa thắng xong lên, cứ về cứ thừa thắng xong lên mà làm. Cũng tiếp tục là 3 like nè, 1 trao 2 bùa tỷ lệ. Cho nó lên cao tí nha anh em. Nhân phẩm của mình đang tốt thì các anh em cứ ngần ngại vậy anh em à. 3 luôn kìa anh em à. Lấy ra 3 luôn. Như vậy là chúng ta xây một phát là ăn luôn. Xây 3 con thì ra hết 3 con. Các anh em thấy cái phiên bản test này ra sao? Thì thường thường một cái phiên bản test nó sẽ xơi chịch với một cái phiên bản chính thức tầm khoảng là 70%, 80%. Chứ nó không 100% đâu nghe. Như tỷ lệ cái con game mà EGA Uploaden kia thì các anh em đã biết rồi. Cái tỷ lệ ở phiên bản test nó cũng cực kỳ khấm, và ra cái phiên bản chính thức nó càng khấm hơn. Ví dụ nó để tỷ lệ 100% nhưng vẫn xịt bình thường. Tại vì nhiều anh em nói là người ta nâng cấp S lên, người ta báo là tỷ lệ thành công, nhưng mà vào trong cái dòng S thì nó không có lên, không có xuống gì hết. Mà trong cái đó là F3 lần, 4 lần gì đó là nó mới tính vô một lần thì nó hơi khấm chút xíu. Còn cái này ép lần nào nó sẽ ăn luôn. Mình sẽ bỏ một con sói lên cho nó đẹp trai trước, và mình sẽ ép lên một cái con sói liver 2 xem nó sẽ như thế nào. Muốn ép sói liver 2 thì các anh em phải chuẩn bị ngọc cho mình. Không thể thiếu là hỗn nguyên. Tiếp theo đó là các anh em phải cho cái viên sinh mệnh cho mình nha. Mỗi một lần ép là 5 viên. Thì các anh em kiếm cho mình 5 viên sinh mệnh, và kèm theo là một vũ khí S cộng 4 trở lên và có ọp. Các anh em lại đây sẽ có bán cho anh em mấy cây vũ khí tới cộng 9 lần nha anh em. Mình sẽ mua 2 cây. Như vậy đầy đủ điều kiện để chúng ta xây một cái con sói level 2 thì kết hợp. Các anh em bấm con sói bỏ vào thì trong đây nó sẽ đẩy nè. Linh hồn sói là 1 cái nè, ngọc sinh mệnh là 5 cái thì các anh em bỏ vào cho mình 5 cái. Tiếp theo đó là một trao cho chúng ta nè, và một cây vũ khí nè, tính năng 4 hoặc là cao hơn. Linh hồn sói chế tạo nè, kết hợp thành công thì nó sẽ đợi là 60. Mình sẽ cho nó thêm 2 cái bùa tỷ lệ may mắn nữa là mình sẽ kết hợp xem nó sẽ như thế nào. Rồi, xin chia buồn với bạn thất bại. Và tiếp theo cái thứ hai 70% mà sao nó thất bại lẹ vậy anh em? Thì các anh em cũng vẫn bỏ như vậy nha. Một sói cho vô cho mình 5 like, rồi là 2 bùa may mắn. Vào trong đây để mình sửa soạn cái gương mình lại cho nó đẹp trai chút xíu, đặng mình đón chào một cái em sói mới về đây cho nó huy hoàng nha anh em. Rồi, kết hợp anh em ơi. Rồi, xin chia buồn cùng anh em đã thất bại rồi anh em ơi. Kết hợp sói này nó ra cái phần trăm ảo thiệt. Cái này mới đúng phần trăm ảo nè, 70% nhưng xịt 3 cái luôn. Thì nhất bá tam nhì 3 cái, làm luôn một cái nữa nha anh em. Lấy cái con sói luôn, mới đeo lên chưa nóng đít nữa anh em à, là đã tháo xuống rồi. Thì mình sẽ lấy luôn cho 3 nè, lấy luôn một cái viên này nè, lấy lên một cái bùa tăng tỷ lệ nữa, xem cái bùa tăng tỷ lệ còn không. Đây bùa tăng tỷ lệ còn thì các anh em lấy ra sử dụng nha. Đeo lên chưa nóng đít là có thật nha anh em. Chưa được nóng đít nữa là nó đã văng rồi. Thì cũng như thường lại các anh em cứ bỏ vô đủ nguyên liệu thì chúng ta có thể là xây được. Nhưng mà cái này mình thiếu một cây vũ khí. Đi lại cửa hàng mua một cây vũ khí đây. Nhất bá tam nhì 3 cái, không qua không ra thì cả như là dở nhà Rubin luôn. Không cho nó ở đây nữa, đi đâu thì đi, chứ chỗ này gì đâu mà ảnh ám quá nặng. Bỏ cho nó thứ tự đẹp đẽ vào anh em à. Làm gì cũng phải làm cho đẹp trước. Đây, như vậy nha anh em. Nhất bá tam nhì 3 cái, xem là nó sẽ như thế nào. Cái thứ ba lộn. Cả anh em thấy giờ chưa, không có gì bằng một cái là chuyện tâm linh không có thể đùa được nha anh em. Ra một cái viên đây, tăng 10% sức tấn công. Mình đã có được một cái con sói tinh, sói tấn công. Lấy ra, đeo lên luôn anh em à. Rất là tuyệt vời nha anh em. Đây là một cái con sói tinh cho anh em chiêm ngưỡng một lần nữa. Thì một cái bản test, các anh em vào trong đây test cho nó đã tay cái thứ nhất. Cái thứ hai là những anh em nào chưa có biết xây sói, chưa có biết khảm nguyên liệu thì vào trong đây cái con Rubin nó sẽ hướng dẫn cho anh em. Đặc biệt là cái kênh mình cũng sẽ hướng dẫn review để cho các anh em biết vào trong đây để trải nghiệm xây sói nó sẽ như thế nào, và nhận đồ nó ra sao, và test một cái phiên bản. Hôm qua một cái like thì anh em xem cũng khá nhiều. Tại vì cái like ở trên YouTube á, là các anh em không phải xem rồi nó mắc, xem rồi là từ ngày này qua tháng nọ nó còn hoài. Anh em nào chưa biết thì có thể là vào trong kênh mình xem, vào ủng hộ xem lại. Các anh em trong đó mình sẽ có làm từ bước là review nè, thứ hai là khảm đồ nè, thứ ba là nâng cấp đồ nè. Cả những cái mà liên quan tới những cái món đồ thì mình đã có làm trong cái like, anh em có thể là vào trong đó để xem và biết nha. Rất là tuyệt vời, có được một con sói tinh luôn anh em ạ. Sói ra đây cho anh em xem luôn đi chứ. Đặt lên, rồi chạy ra đây một vòng cho anh em xem nha. Có sói tinh, rồi có đầy đủ đồ combo hết thì các anh em còn ngại gì nữa, đi ra mà phan thôi anh em ạ. Rất là đẹp anh em. Rất là đẹp, rất là hùng vĩ luôn. Không thể chơi vào đâu được nha. Đây, mình combo luôn nha. Các anh em hỏi cái chuyện combo mà mình cũng quên. Đây mình kiếm một cái bãi quái nào cho nó to chút xíu rồi mình combo cho anh em xem nha. Tại combo của con DK này ở phiên bản này nó dễ ra lắm, nó không phải khó ra đâu. Anh em lên một cái curry cũng được, hay là cái map nào cho quái nó trâu trâu chút á, đặng nó dễ nổ combo thì mình sẽ lên trên đây đi. Mình ra đây cho anh em xem cái kết hợp combo của mình. Nó rất là dễ nha, nhà Darkin người Darkin, nhưng mình thấy cái phiên bản này cái con MG nó cũng khá là tốt, khá là chiến á, cũng rất là khác. Cái bản test mà anh em cặm cụi phết nha. Bản test thì cũng từ vừa phải thôi, bản test mà nạnh người nào mới đi farm như gì đây rồi còn chỗ đâu mà mình để mà mình đi test cho anh em xem. Cái gì cũng vừa phải thôi mấy ông ơi. Bản test mà có cần phải chạy nhiệt tình vậy không? Những cái map các anh em thấy nó sẽ rất chân thật nha, nhưng mà vẫn còn lỗi đồ nha. Khi mà chúng ta chỉnh mắt pin lên đó, là đồ chúng ta sẽ bị lỗi về cái áo. Mới phật ra thì nó không hiện áo đâu, nhưng mà phật một thời gian rồi áo của mình nó sẽ hiện lên. Ở đây mình sẽ cho nó nổ combo nha. Combo nó sẽ sáng trời cho nha. Khi mà nó hiện cái vòng tròn màu xanh là nó sẽ nổ combo nha anh em. Thì ở đầu clip hồi nãy các anh em sẽ thấy cái combo của mình vào trong đây cho các anh em xem cái mình cài đặt combo nó sẽ như thế nào. Đây, cài đặt combo là như gì đây anh em? À, quên, đeo sói là không thể combo được. Mình bị ngáo nha anh em, đeo sói là không thể combo được. Thì các anh em để một cái là đánh thường, tiếp theo là một cái skill đâm gió, cuối cùng là một cái sấy kiếm là nó sẽ nổ combo. Anh đó anh BK mình luôn, mình sẽ ra mình cho anh em thấy cái nổ combo lại nha. Sorry anh em, tại vì combo là không có được, đeo kỳ lăng không được, đeo xấu gì hết nha. Chỉ là đeo cái con nào để cho mình đứng dưới á là mình mới combo được, còn mình ngồi ở trên là mình không combo được đâu. Thôi anh ơi, em chỉ bằng clip thôi chứ có làm gì đâu. Cái bản test mà anh làm mà ghê nha. Chắc ông này chừng nữa cũng hiến máu nhân đạo nè. Bản test mà ông cứ làm cho gườm gà ra. Ở đây người ta còn đây là những cái combo siêu phẩm của mình đây. Các anh em thấy combo nó sẽ nổ sáng trời nha. Không phải nhấp từ tay đâu, mà chúng ta kết hợp vô, đặt một cái kỹ năng là nó sẽ tự nổ combo cho anh em luôn. Cái tóc anh em phải cao nha. Tóc anh em tầm khoảng là 10k cho mình là combo nó sẽ nổ liên tục luôn, nó rất là sướng. Còn hiện tại cái lượng tóc của mình cộng đi BK hồi tối á, chỉ có là 5k thôi. Và một cái điều đặc biệt nữa, hồi cái like hồi tối anh em họ mới hỏi mình là số BK ở đâu. Thì các anh em nhìn vô cái chữ là số BK, nếu mà các anh em giết bao nhiêu người nó sẽ hiện lên trên đây. Một mạng sẽ tính là bao nhiêu. Hồi tối mình giết 24 mạng thì mình đã số BK trên đây nha. Mục này với cái mục xe sành kia thì nó đã có hiện cái chữ BK trên đây. Các anh em khỏi cần gõ lệnh gì hết, chỉ vào trong đây nhấp là nó sẽ hiện lên BK cho anh em xem. Sao không có combo không biết gì hết vậy? Cứ làm gì mà lăn quăng mấy cái con này. Đại quánh như vậy là sẽ có combo ngàn đó. Nó sẽ nhào ra như vậy là sẽ có combo. Các anh em thấy chưa? Nhào ra như vậy là sẽ có combo nổ liền, rất là sướng. Quại chui hết mana, anh em thấy gì chưa? Hết mana rồi làm sao mà combo được, hèn chi. Sorry anh em, lần hai về map nhỏ tiếp. Map này không đủ mana để combo, vậy đây combo cho anh em xem lại. Sẵn ghé vào đây mua vài bình mana đang cho nó tự hồi mana nha. Đây mana, khi mà mua mana xong á thì các anh em có thể là gán lên HP cũng vậy. Cái này mình mua nó rất là nhiều đây. Còn khi ra đây thì các anh em có thể là khảm lên ô số 2 nè, các anh em có thể là khảm mana vào, đặt phím tắt số 2. Ok, như vậy là mana của anh em đã vào rồi. Ra farm rất là thoải mái. Ở đây một chùm, ở đây làm cái gì? Vô trong đây mình sẽ xả combo cho anh em xem lại. Ở quá nhỏ thì mình quánh one hit là nó sẽ không hết cái lượng mana, là combo của mình nó sẽ nổ đều ra nha. Các anh em nên nhớ cộng mana vào trong đây nha. Và đặc biệt cái con của anh em nó ở phạm vi mấy thì các anh em cứ chỉnh phạm vi mấy đi anh em ơi. Đây, con mình phạm vi tấn công chỉ có 4 thôi. Thì anh em hạ xuống 4 đi, đặng cho nó bớt di chuyển nha. Nó không có mà chạy quá xa cái vùng mà mình định về cho nó. Chỉ đánh trong tầm 4 thì nó sẽ ở trong tầm 4 nó đánh, và nó chỉ nổ combo trong đây. Nếu mà anh em chơi cái bản mobile á, thì anh em có thể là nhấp tay liên tục. Tay các anh em nhấp liên tục, nó dẻo tay vô là combo nó sẽ sướng mà, nhưng cái đó là để dành khi BK. Còn nếu mà treo bãi quái thì các anh em có thể là tích sẵn như mình, tích vào những cái ô như vậy đây, tích sẵn vô. Hôm nãy mình đeo sói là các anh em thấy cái kỹ năng này nè, cái kỹ năng này nó sẽ đỏ nha, lại không có sử dụng được. Còn gì đây á, ôi trời ơi, ông mết ông BK mình kìa. BK mình thì bật lên mằng luôn đi cho nó nóng chứ. Hốt với anh đách quay luôn nha anh em. Hốt với đách quay mà phải bơm HP lê lệ hết anh em à. Bị con đách quay hạ rồi. Xong một cái màn bị đách quay hạ thì mình sẽ ọp game luôn, tại vì quá nhục có sói mà bị hạ nha anh em. Qua video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.